Rồi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn và các em đã đến với bài giảng của lớp 2008. Lớp 2008 ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về phát âm. Rồi trước khi chúng ta học bài mới thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại những cái âm mà chúng ta đã học trong buổi ngày hôm trước nhé. Buổi ngày hôm trước các bạn đã học về âm P và B. Ngoài ra chúng ta cũng có học về hai âm tiếp theo là âm T và D. Ok, rồi thì chúng ta sẽ ôn tập lại một chút nhé. Về âm P và B thì âm nào là âm vô thanh, âm nào là âm hữu thanh nhỉ? Rồi, chính xác, âm vô thanh chính là âm P, P, P. Còn âm hữu thanh chính là âm B, B. Rồi, khi mà các bạn làm thế nào để có thể phân biệt được âm nào là âm hữu thanh, âm nào là âm vô thanh nhỉ? Âm hữu thanh là cái âm mà khi chúng ta phát ra cái âm thanh đấy, chúng ta chạm nhẹ tay vào cổ họng thì cái âm đấy nó sẽ khiến cho cổ họng của chúng ta rung lên. Ví dụ chúng ta đọc cái chữ b thì nó sẽ rung, đúng không? Nhưng khi mà chúng ta đọc âm p, 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 p thì nó chỉ là một làn hơi được đẩy ra từ ở phía bên trong ra khỏi khoang miệng của chúng ta, thì lúc đấy khiến cho cổ họng của chúng ta nó sẽ không rung. Và những cái âm mà khiến cho cổ họng của chúng ta nó sẽ không rung ấy thì nó sẽ là âm vô thanh, là chính xác. Vậy thì chúng ta có hai âm là âm p và âm b. Thì âm p là âm vô thanh, còn âm b là âm hữu thanh. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại những cái âm vô thanh và âm hữu thanh đấy nhá, ở trong những cái từ cụ thể. Pen, pen. Push, push. Stop, stop. Happy, happy. Stopping, stopping. Rồi đó là những cái âm mà có đó là những cái từ mà có chứa âm p ở trong câu, đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có những cái từ mà đứng ở đầu câu của một số từ, thì những cái âm mà có cái chữ p ở đằng trước đấy thì đều là những cái âm gì nhỉ? Âm câm, đúng không? Thì ví dụ như ở đây thầy có từ psychology, thì chúng ta không đọc là psychology, đúng không? Bởi vì nó là âm câm mà nên chúng ta sẽ đọc là psychology, 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 psychology. Bây giờ chúng ta có từ cupboard, cupboard. Mặc dù có chữ p ở giữa, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ không đọc cái chữ p đấy lên mà sẽ chỉ là chữ k, a, b, e, d, cupboard, cupboard. Được chưa? Thì đó là hai cái trường hợp, là một là cái chữ p nó đứng ở đầu câu, và hai là đầu một cái từ nào đấy, và hai là nó đứng ở cái vị trí ở giữa một cái từ nào đấy, thì lúc đấy cái chữ p đấy nó sẽ là chữ p câm, đúng không? Và chúng ta sẽ không đọc ra cái âm đó. Ngoài ra chúng ta còn có những cái trường hợp là chữ p mà đi với chữ h thì chúng ta sẽ đọc nó là chữ f, đúng không? Ví dụ như là từ phone, photo, autograph, autograph. Thì là tất cả những chữ p mà đi với chữ h như thế này chúng ta sẽ đọc là chữ f. Ok. Rồi cũng đọc những cái ví dụ dài dài hơn một chút ở bên dưới nhé. A piece of paper, a piece of paper. Push or pull, push or pull. A deep sleep, a deep sleep. A cheap trip round Europe, a cheap trip round Europe. Đó, thì đó là những cái từ, những cái cụm từ mà có cái chứa những cái chữ P, có nghĩa là những cái âm vô thanh. Rồi chúng ta chuyển sang âm số 2 là âm B, B. Rồi cũng đọc nhé. Big, big. Best, best. Rob, rob. Robber, robber. Verb, verb. Đó, thì như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì cái chữ be đấy nó có thể đứng ở đầu câu hoặc là cuối câu hoặc là ở giữa, đúng không? Thì các bạn lưu ý nhé, là các bạn sẽ phải đọc ra được tất cả các âm mà có trong cái từ đó nhé. Đầu một cái từ nào đấy, hoặc là ở giữa một từ, hoặc là ở cuối một từ. Thầy xin lỗi. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái âm B là âm B câm, với cái trường hợp là đứng đằng trước nó là một chữ M, là một chữ M nhé. Ví dụ như là climb,
chúng ta không đọc là climb mà đọc là climb, kết thúc một chữ m thôi. Calm, thumb, bomb. Ồ, tương tự thôi. Rồi cùng đọc những câu bên dưới này. Big business, big business. When was the baby born? When was the baby born? It's better to bake your own bread than to buy it. It's better to bake your own bread than to buy it. What's that big building between the bank and the library? What's that big building between the bank and the library? Big business. When was the baby born? It's better to bake your own bread than to buy it. What's that big building between the bank and the library? Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta có 4 câu. Ở trong 4 câu này thì có rất là nhiều chữ p và nhiều chữ b. Ok chưa? Thì các bạn sẽ cùng đọc nhé. Pamela's got a new job. Pamela's got a new job. Paul's got big problems with his neighbors. Paul's got big problems with his neighbors. Can you remember Pete's phone number? Can you remember Pete's phone number? Pack your bags and bring your passport. Pack your bags and bring your passport. Ok chưa? Thì đó là âm p và âm b ở trong bài số 11. Bài số 12 chúng ta cũng đã học rồi là hai âm t và d. Tương tự thì chúng ta sẽ có âm t là âm vô thanh và âm d là âm hữu thanh. Cùng đọc luôn nhé. T, till, ten, top, two, 20, water, bit, complete, it, eight, light, suit, better, bottle, stopped, washed. Rồi, đó là những cái âm mà có chứa chữ t, đúng không? À, những cái từ mà có chứa chữ t. Rồi, tiếp nhé. Cái chữ t, đôi lúc người ta sẽ đọc nó là chữ nó sẽ được gọi là gì nhỉ, dưới cái hình dạng gọi là cái chữ, đúng không, là chữ t đi với chữ h cũng sẽ được đọc là chữ t trong một vài từ như là Thailand, chứ chúng ta không đọc là Thailand nhé, là chữ t, Thailand, t, Thailand, t, Thames, t, Thames, t, Thomas, Thomas. Ok chưa? Tiếp tục nào, ở bên dưới chúng ta có chữ d, d. Day, deep, do, door, did, food, good, had, ready, at, address, ladle, middle. Ok. Rồi ở bên dưới này người ta có ghi là sometimes you don't hear the t or t or d clearly at the end of the word. Listen to the difference. Và chúng ta sẽ cùng nghe những cái câu này thầy đọc nhé. Something to it. Something to it. Khi mà chúng ta đọc nhanh ấy thì là cái âm t này, đặc biệt là ở trong những cái âm Anh Mỹ thì người ta sẽ không đọc rõ cái âm t này đâu nhá. Hay là âm d cũng được. Là cũng vậy. Ví dụ như something to it, something to it. Turn on the light, turn on the light. The end of the road, the end of the road. Writing on the board, writing on the board. Ok, thì nó sẽ gọi là gì nhỉ? Nó sẽ không quá rõ ràng để cho các bạn có thể phân biệt được đâu là chữ t, đâu là chữ d. Nên là để mà có thể làm quen được những cái như thế này, những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ phải nghe rất là nhiều
đúng không? Thì chúng ta mới có thể biết được là đâu là chữ t, đâu là chữ d. Ok, đó là âm t và âm d. Hôm trước thầy có giao bài tập về nhà cho các bạn, đó là đọc thật kỹ cái đoạn này đúng không? Và bây giờ thầy sẽ đọc lại cho các bạn nghe một lượt nhé. Too many twos. Tom and Tim were twins. Tom said to Tim, "Can I talk to you?" Tim said to Tom, "Shh, wait a minute. 1, 2 is 2. 2 twos are 4. 3 twos are 6. 4 twos are 8. 5 twos are 10. Tom said to Tim, "And what are 2 fives? Tim said to Tom, "2 fives? Don't ask me." Ok, bài số 2 này. A difficult doctor. Dr. Dixon said to his daughter, Doria, "Don't go downtown after dark. It's dangerous." Doria said, "Don't worry, Dad. I won't. You know I never do." Next day, when he came home for dinner, he said, "Doria, dear, you didn't go downtown after dark, did you?" And she said, "No, Dad, I didn't." But she did. I don't know the details, but she definitely did. Ok, thì là trong cái bài Too Many Twos này thì là quá nhiều những cái âm mà có chữ t, đúng không? Có quá nhiều cái âm t. Nhưng mà ở cái bài A Difficult Doctor thì có rất là nhiều âm d để cho các bạn luyện tập thôi. Rồi, chúng ta chuyển sang cái bài ngày hôm nay nhé. Bài ngày hôm nay chúng ta học hai âm là âm k và âm g. Hỏi tương tự thì chúng ta cũng sẽ có hai âm, một âm là âm hữu thanh và một âm là âm vô thanh. Âm hữu thanh chính là âm g và âm vô thanh chính là âm k, k, k. Rồi, học các bạn học theo thầy thì chắc chắn là cũng đã rất là phân biệt rõ được cái âm k này rồi đúng không? Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nhé. Car, car. Cat, cat. Careful, careful. Clean, clean. Clothes, clothes. Color, color. Fact, fact. Keep, keep. Key, key. Kind, kind. Kitchen, kitchen. Desk, desk. Like, like. Talk, talk. Walk, walk. Back, back. Black, black. Check, check. Pocket, pocket. Tick, tick. Skull, skull. Stomach, stomach. Chemist, chemist. Architect, architect. Oh, okay. Thì như các bạn đã nhìn thấy ở đây đúng không, là cái âm k này nó sẽ xuất hiện ở trong những cái chữ cái như là chữ c, chữ k, chữ ck hoặc là chữ ch đúng không, và vị trí của nó cũng giống như các âm phụ âm khác, là nó có thể đứng ở đầu của một chữ, đầu của một từ, hoặc là có thể đứng ở giữa, hoặc có thể đứng ở cuối của một cái từ đấy. Thì nhiệm vụ của các bạn đó chính là khi mà nhìn thấy những cái âm như vậy thì các bạn sẽ phải đọc cái âm k ra. Nhiều bạn có thể là đọc đúng đấy, ví dụ như là chữ black, black đúng không, bình thường chúng ta sẽ đọc là black, nhưng mà các bạn cứ mặc định là màu đen là black, black,
thì cái thế thì lúc đấy cái âm k nó ở đâu đúng không? Thì như người nước ngoài người ta nghe người ta sẽ không hiểu là black là cái gì cả, mà người ta sẽ chỉ có thể hiểu là black black, hoặc là họ cũng có thể hiểu đấy, nhưng mà họ sẽ phải gọi là suy nghĩ ở trong đầu xem là nó có phải là cái black khác hay không, hay là nó chính là cái màu đen, ok chưa? Ngoài ra chúng ta còn có những cái trường hợp đặc biệt như là chữ Q đi với chữ U thì chúng ta sẽ đọc nó là chữ quả, ví dụ như là quick, quick, quiet, quiet, quarter, quarter nhá. Thì chữ Q đi với chữ U chúng ta sẽ đọc nó là chữ quả. Ngược lại chúng ta có một cái âm khác là nếu mà các bạn nhìn thấy chữ X, X, X thì lúc đấy chúng ta sẽ đọc là chữ k và chữ s, ví dụ như là fax, fax, sex, sex, taxi, taxi, nghe chưa? Nó là gồm có cả chữ k và cả chữ s. Ở tiếp ở bên dưới này, look in the kitchen cupboard, look in the kitchen cupboard. Rồi, có 3 âm k ở trong câu này đúng không? Look in the kitchen cupboard. Câu số 2 nè, keep your keys in your pocket. Keep your keys in your pocket. Trong câu này cũng cũng có 3 âm k. Keep này, keys này và pocket. Ok chưa? Rồi đó là cái âm đầu tiên là âm k. Âm số 2 chúng ta học là âm g, g, g. Nó cũng giống như chữ g thôi mà chúng ta sẽ không đọc hẳn chữ g ra mà sẽ đọc là g, g. Ví dụ nào, garden, garden, girl, girl, glass, glass, go, go, gold, gold, ago, ago, hungry, hungry, bag, bag, leg, leg, egg, egg, bigger, bigger. Ok chưa? Thì ở đây các bạn nhìn thì là cũng có thể biết được vị trí của cái âm G ở trong một từ đúng không? Nó có thể đứng ở đầu này, đứng ở giữa hoặc đứng ở cuối. Thì ok, bình thường các bạn đọc cái chữ cô gái ấy, thì có thể là đọc là girl đúng không? Thì đó mới chỉ là tiếng Việt của các bạn thôi, các bạn phải chuyển nó thành tiếng Anh để cho người khác, người nước ngoài người ta nghe người ta có thể hiểu. Không đọc là girl nữa nhé, mà sẽ đọc là girl. G này, R này, và chữ ở cuối câu, girl, girl, ok chưa? Đôi lúc cái chữ x, cái chữ x này sẽ được đọc là gz, ví dụ như là exam, exam, exactly, exactly, nó là chữ z đúng không? Thì cái chữ x này cũng lưu ý cho thầy nhá, ở phía bên trên thì chữ x chúng ta sẽ đọc là x, x, ở bên dưới này thì lại đọc là z, đúng không? Exam, exactly. Đó. Tiếp nào, đọc những câu ở bên dưới nào. Can you guess the beginning of the dialogue? Can you guess the beginning of the dialogue? Are you going jogging again? Are you going jogging again? Ở bên dưới nào, người ta sẽ trộn lẫn chữ k và chữ g vào trong một câu nhé. Thì các bạn nghe và nhắc lại này. I liked the film. The acting was perfect. I liked the film. The acting was perfect. Do you like folk music? Do you like folk music? It was a dark night.
It was a dark night. What's your dog call? What's your dog call? OK. Và cùng nhìn qua phần bài tập nhé. Phần bài tập người ta bắt mình phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, chính xác là sẽ phải điền những cái từ ở phía bên trên vào đúng cái cách phát âm của nó ở phía bên dưới, đúng không? Chúng ta có tổng cộng 20 từ, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ làm cho thầy trong vòng, làm bài này ra giấy nhé, hoặc ra vở của các bạn. Làm bài này trong vòng 5 phút đi, để cho các bạn 5 phút nhé. Rồi, các bạn làm cho thầy nhé. Như câu số 1 người ta đã cho mình sẵn là chữ give đó, đúng không? Số 2 này chúng ta có âm b e và g, g, đúng không? Thì nó sẽ là chữ gì đấy? Big, big. Ở đây b i g. Get vô cùng đơn giản, g e h à g e t đúng không? Get. Đọc như nào biết như vậy thôi. Get. Tiếp nào. Come, come, chính là chữ C-O-M-E này, come. Keys, keys, chính là chữ K-E-Y-S, keys. Cake, cake, cái bánh đúng không? C-A-K-E. Kiss, kiss, nụ hôn, K-I-S-S. Ache, ache. Ôi, thử đoán xem cái chữ ache này nó là cái gì được nhỉ? Nào. Rồi, chính xác. A-C-H-E, ache. Đau đó. Guest, guest. Là gì đây? Thử nhìn qua một chút nào. Guest thì chắc chắn là sẽ bắt đầu bằng chữ g. Rồi, đây. Guest. Đáp án là G-U-E-S-T. Guest. 10 nữa. Back, back. Bắt đầu một chữ B này, kết thúc một chữ K này. Đó, B-A-C-K. Back. 11 nào, đơn giản nào. Coffee,
coffee, cà phê đúng không? C-O-F-F-E-E. Again, again. Rồi, xem nào, again bắt đầu bằng chữ A, đấy. A-G-A-N-R-I-N, again, A-G-A-I-N, again. Walk, walk. Rồi, bắt đầu bằng chữ W, có chữ O thì sẽ là W-A-L-K, walk. 14 nào, cold. Bắt đầu bằng chữ K, cold. Oh, this one, C-O-L-D, cold. 15 là bag, B-A-G, đúng không? 16, bigger, bigger, B-I-G-G-E-R, bigger. 17 là cold. Oh, vậy thì cái câu này cũng không, đây, hai câu này sẽ khác nhau đúng không? Đây là cold, và đây là cold, cold. Thì xem lại cho thầy câu số 14 nào. Caught, nó sẽ có thể là cái gì được nhỉ? Có chữ L, có chữ D đúng không? Copy, gave, get, great, gray. Nó chỉ có thể ở cái âm C này thôi. Cold, cold. Ok rồi các bạn, để lại câu số 14 cho thầy nhé. Câu số 17 là cold, C-O-L-D, cold, old. 18 nè, carry, 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 this one, C-A-R-R-Y, đúng không, carry. 19 nè, walk, walk, chính là W-O-R-K, walk. Và 20, gray, gray, đây, màu xám, G-R-E-Y. Vậy thì câu còn lại sẽ là câu, ở đây không có copy nhỉ. Cold, calm, cold, cold, cold. Ok, rồi các bạn bỏ qua câu số 14 cho thầy nhé. Có thể là ở trên cái khung này người ta không có cái từ đó. Thầy sẽ xem lại và đến buổi sau thầy sẽ giải đáp cho các bạn câu số 14 nhé. Rồi, tiếp theo là bài 13.2. Chúng ta sẽ phải điền chữ điền cái chữ cái mà có cái âm k hoặc là g nhé. Câu đầu tiên là can I carry your bags? Thì chắc chắn là nó sẽ là âm g, đúng không? Và nó, chữ cái mình cần điền nó là chữ g, chữ g. Câu số 2 là give me a the kiss được nhỉ? Rồi, chính xác, a big kiss, B-I-G, big kiss. Câu số 3 là you gave me cold coffee again, đúng không? Gave là chữ G này, me cold C này, C tiếp này là chữ G đúng không? Câu số 4 là great, là đúng rồi, great là chữ G này. Hat là chữ H, with green đúng không? G, green eyes. Walk chữ K, into the garden là chữ G. Số 5 là the guests chữ G. Would like chữ K, for breakfast eggs đúng không? E-G-G-S, for breakfast chữ K. Ok, phần bài còn lại thầy sẽ gửi cho bố mẹ của các bạn nhé. Các bạn sẽ làm cho thầy cái bài này. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải điền cái từ còn thiếu vào chỗ trống. Các bạn có thể lấy những cái từ còn thiếu này ở trên cái phần 13.1 để có thể làm nhé. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống này. Ngoài ra thầy cũng sẽ gửi thêm cho các bạn bài số 14 để các bạn có thể xem trước bài tập, cũng như là tập đọc trước cái phần này. Đến buổi sau thầy sẽ hướng dẫn các bạn đọc thật kỹ nhé. Phần bài tập này các bạn cũng có thể làm trước nếu như mà các bạn có thời gian rảnh nhé. Rồi, thank you for watching this video. I hope that I can help you to do some vocabulary and also learn the way to pronounce the word correctly and properly. Thank you very much and see you next time. Goodbye.